Xin chào quý chị và các bạn. Phước Sửu đang có mặt tại một căn hộ 2 phòng ngủ của dự án The Leisure quận 4. Và vị trí của cái căn hộ này thì khá đẹp ha. Tầm view của nó là nhìn trực diện về hồ bơi Olympic 100m. Với cái hồ bơi này thì là chuẩn Olympic nên nó là rất là đẹp luôn. Với cái tầm view này thì quý chị có thể nhìn về hồ bơi nè, những cái công viên trẻ em nè, công cộng, rồi có cả ghế tắm nắng. Và với cái căn hộ này với diện tích là khoảng 84m2, và với diện tích này thì mình có thể thiết kế gồm một ở đây là phòng khách, và ở đây là một cái gian bếp này gian bếp kính cả nhà ha. Và điều đặc biệt của cái gian bếp ở đây thì nó nối liền với lô gia luôn, nên ở đây mình khi mà mình nấu ăn hay là mình rửa hoặc là mình làm bất kỳ vấn đề gì thì ở đây nó sẽ không có mùi, và rất là hay. Và ở đây từ cái lô gia này mình chỉ cần mở cửa ra thôi cả nhà, thì ở đây mình có thể là phơi đồ nè, và tất cả những chuyện nó ở phía bên kia. Và bây giờ Phương Sửu cùng cả nhà di chuyển vào một cái phòng ngủ ha. Và cái phòng ngủ đầu tiên của cái căn 2 phòng ngủ này á, thì chủ đầu tư như mọi người nhìn thấy là trần khá cao, và ở đây thì đã có những cái hệ tủ bàn giao. Ở đây là những cái hệ tủ gọi như là tủ quần áo đầy đủ hết luôn cả nhà ha, và một cái loại gỗ nhập khẩu khá tốt luôn. Và cái tầm view của cái căn của cái phòng ngủ đầu tiên này cũng nhìn trực diện về cái hồ bơi chuẩn Olympic này luôn cả nhà nha, khá đẹp luôn. Và ở đây thì cái phòng ngủ gọi là master bedroom thì ở đây sẽ có là toilet bên trong luôn, một cái toilet khá xịn sò luôn. Chủ đầu tư thì trang bị những cái thiết bị vệ sinh cực kỳ cao cấp, và xung quanh của những cái phòng mà vệ sinh này thì được dán những cái gạch cực kỳ cao cấp luôn. Bây giờ mình cùng di chuyển qua cái gian phòng ngủ thứ hai. Với gian phòng ngủ thứ hai này thì mình toilet bên ngoài, và ở đây thì cũng có một cái tầm view khá đẹp luôn. Với cái view này thì mình có thể cũng nhìn về trực diện và hồ bơi luôn, và có một cái ban công. Ở đây thì mình có thể check in nè, ngắm cảnh và nhìn xuống cái hồ bơi. Tất cả những cái phòng này thì đều có là tủ âm tường hết cả nhà. Tủ này tủ quần áo, và có 2-3 hệ treo quần áo dọn vào ở ngay rất dễ dàng. Và đây là một cái toilet này thì dùng chung cho phòng khách và một cái phòng ngủ kế bên. Còn cái phòng master bedroom thì đã có cái toilet bên trong rồi. Thì với cái giá giao dịch ở The Leisure bây giờ giá nó rơi vào tầm khoảng từ hơn 6 tỷ một căn thôi cả nhà. Và nếu mà với những cái căn này á, là quý chị mà muốn có nhu cầu gọi là cho thuê, hoặc là muốn dự định là thuê tại The Leisure để duy trì công việc dễ dàng qua quận nhất hay là những khu vực khác, thì mức giá ở đây chỉ rơi vào khoảng từ 16 đến 18 triệu thôi. Và những cái căn là full nội thất thì khoảng trên dưới 20 triệu. Một cái mức giá cực kỳ hấp dẫn cho quý chị khi mà lựa chọn muốn chọn The Leisure là một cái nơi gọi là đầu tư an cư lạc nghiệp, và nơi gọi là sinh sống mà rất là gần quận 1 hai cả nhà. Rồi, cảm ơn cả nhà đã quan tâm. Phước Sửu đã review qua cái căn 2 phòng ngủ của The Leisure quận 4. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở nhiều video sau.